Tư Quang mặc đồ quét đó, biết không? Tư Quang mặc đồ quét đó, thấy chưa? Tư Quang nó không có cho lan vào chỗ này. Có một cái hình như là có một người đó, bố gặp, có một người là tha thiết mời bố gặp bố hoài mà không gặp được, là anh Phạm Thông. Anh Phạm Thông có nói là Thư Quang nói làm sao để cho chú Cầm sắp xếp một ngày nào đó xuống quận 9 chơi với anh Phạm Thông. Anh Phạm Thông mời mà không có đi được. Nói chung là xin lỗi Phạm Thông, chứ Phạm Thông ta rất là biết ơn. Nó đây là, nó chỉ là một cái gì đó mà nó quý mình không, một điều là rất là nhiệt tình. Bây giờ hiểu hả? Anh chào anh Chu Phan, anh chào anh Phạm Thông. À, hay anh Phạm Thông bắt ráp lên đây đi Phạm Thông. Tối nay chơi với chú Cầm không say không về coi. Chơi vậy nó mới trọn tình trọn nghĩa anh ơi. Đúng không? Đó. Bây giờ anh đi xe lên đây anh ngồi anh chơi nó mới ngầu rồi nè. Đúng không? Đi xe lên đi chơi, bây giờ anh bắt xe anh lên đó. Em hồi nãy làm chùm áo mưa chạy qua đó. Từ nhà em mà đi bộ qua nhà chú Cầm là hình như là cũng mười mấy cây số. Anh Phạm Thông biết không? Mười mấy cây số. Đó, là mặc áo mưa cầm cái dù. Mặc áo mưa cầm cái dù. Đi bộ qua chơi với ông già nè, đó không? Đó, chọn tình chọn nghĩa vậy thôi. Vô. Vô. Đêm nay ta uống cho say, để ngày 26 ông Cầm ông về Mỹ ơi. À trời ơi, ta nói cái rượu gì nó bén. À chà, cái rượu này phê à nha. Ngọt. À, rượu nấu. Nấu pha mất ông. Đúng ra thì nhậu cái này phải ăn bò Mỹ ha, Hàm Nam ha. Bò Mỹ thì phải đông lạnh, bò Mỹ thì uống bia. Hay ăn gà, gà hai đô hả? Gà hai đô nữa. Gà hai đô đúng không? Gà hai đô. Bên Mỹ, bên Mỹ. Mỹ ship về. Mỹ ship. Bên Mỹ thì không có thời gian đâu mà nhậu nó chán lắm. Thôi ta nhậu mình không nhậu được. Ông bà mình có câu là rượu tam mà chè phải tứ. Bố ngồi bên Mỹ, bố là rượu với bia đầy đủ. Nhưng mà nó chán, nó lấy mình nghĩ là đợi người ta mà tôi uống chừng ro bia hoặc là chai đi, chai lên ra uống mà còn nửa chai thì bỏ. Ông thượng sẽ chọn ông trốn đâu mất tiêu rồi ta. Giống như con nhậu với ông anh, con bên đi cho lên cái gì. Con lâu buồn cái ông gọi Zalo cái nam mày lấy bia tao mày ngồi. Vậy mà hai anh em ngồi uống online nhau mà hết 7 chai rồi, ông nó 7 chai con 7 chai. Con rửa bởi là bia cho tao sai mà tôi nhắc tôi biết. Tao lấy chai rượu lên. Dạ, hậu nào của anh chú anh? Có ba cha con à. Em Hậu Nam với chú Cầm. Hết chai rượu Nam tình tao. Rồi. Có người muốn được. Đúng rồi. Mặc dù là online. Uống online. Uống online luôn. Không là khó chịu luôn. Khó chịu. Uống Việt Nam với đi lên uống hoài. Ổng là cũng nghiện bia. Mà bên đó có mình ổng, vợ ổng thì ba đứa con gái. Con cái lớn hết rồi. Ông gọi điện Zalo đang ngủ gọi đầu dậy giật đầu vậy. Ê, tâm sự tao trước không tao biết rồi đó. Có gì cái nói chung mà mình người con mình đi xa nhà thôi là cảm thấy từ ở dưới quê lên thành phố rồi là thấy luôn lưu lý ít ra từ vàng lần cùng lắm là tháng vàng lần. À, anh Phạm Thông gửi lời chúc bố Cầm vui vẻ. Trời mưa quá đâu lên được đâu. Trời mưa mưa chứ. Trời mưa mặt trời mưa chứ. Nhưng mà nó có đâu có lên phải không? À, bây giờ mà Phạm Thông có ngon lên đây nè. Có
cùng mà trời mưa mà nó đội mưa vô tâm hết hồn á. À ừ đó, chơi kèo đó nó mới dữ. Nó lấy xe lên được. Lên đâu, lên đâu. Đâu rồi, cái micro của bố đâu rồi? Giấu rồi hả? Mang xét qua Mỹ hả hay gì? Ừ, ca đúng rồi nhưng mà nó cũng vui. Ừ. Về bởi mà tao đỡ tao đây tìm tao nghiêng nào lấy ra tao nghe hát vậy, đúng không? Cái gì là cái gì mà khiến bố được vui thì bố cứ làm, cứ chơi. Vậy thôi. Ở đây vui lắm, tao đi vòng vòng đây Sài Gòn, tao đi kiếm mấy cái đồ mà mẹ tao thình chụp ở trên trời chứ. Chụp trời là có lát rồi, có lát rồi, như kiểu. Đó thì trời này nó khác hẳn rồi kìa, bây giờ nó bán đồ Trung Quốc rất là nhiều. Thì mình rất là vui. Rất vui là nó bán những cái mặt hàng rất là buồn cười mà ở Mỹ không người bán. Ví dụ như là mấy cái kẹp hoặc là mấy cái đèn pin để mà gắn vô sau chìa khóa, cái chìa khóa phát quang, cái đại khái vậy. Đồ mà mình nghĩ là bị khó cái chuyện đó. Nói chung vậy nè, cũng là chơi trời, đúng không? Nhưng mà bố công nhận với con điều này không? Chơi trời thời bố ngày xưa đó. Rồi lạc son rồi. Không, tức là người đi mua là thật sự nhu cầu cần xài rất là cao. Bố công nhận với con không? Thì người ta mới đi mua. Còn chạy chạy bây giờ á, hầu như là cái thú giống như người ta thích cái gì người ta mua chơi á, nó đặng nó mua chơi, hai cái khác biệt. Khác hẳn liền à. Nó cũng là chờ chờ thôi mà nó khác, cái tính chất nó khác. Nói chung thì hồi xưa cái chờ chờ hồi xưa nó có cái này, có những cái món đồ thứ nhất là mình kẹt tiền hoặc là anh dư xài anh đem ra hoàn đồ cũ thì ném cái đồ mới đó ba ra đưa mấy cái đài rồi là bác anh mấy bộ đồ kia cái đài ba bắn này cái là toàn đồ cũ nhà dư xài không biết để làm gì thì ta bán kề nhỏ lớn các cái nói chung là cái gì mới được là bán bằng cũ cái gì cũ. Bây giờ tháo, trời trời bây giờ bán đồ mới không à? Đồ quá. Mua còn nguyên đai nguyên kiện không à? Cũng có đồ cũ, cũng có đồ cũ rồi đồ đá đó, gọi đồ đá đó. Đó. Đúng rồi. Dưới cái ba chú ý thì nó còn nguyên một khúc khu một đoạn đường là chuyên môn bán ba cái đồ đó. Đồ lạc son đầy hết. Không, nhưng mà lạc son nó cũng có nhiều cái nó cũng không có rẻ tiền đâu. Ví dụ như bây giờ tao không biết nữa rồi. Mình có một cái khu mà chuyên buôn bán mấy cái đồ mà của chiến tranh ngày xưa, mua đồ cũ á, cái hạn như là bình con mà rồi những đồ cái đó giờ bố ra chợ dân sinh mới có đủ mà không có rẻ đâu, đúng rồi đây, lắm đủ hỏi vậy đó. Nó đừng nó đâu ở đó cũ thì là thiệt là cũ, mới là thiệt là mới, chứ đâu có chính giữa rồi. Ở trên này á, làm gì kiếm được cái loa kẹo kéo hát dạo phúc hủ. Ý phục vụ đó là giống như là ở dưới quê đúng không? Không. Alo cái là gọi ta tới ta phục vụ đúng không? Ở đây kiếm ra đâu? Mẹ đây nhà là có, trong dưới nhà này có thôi. Ở dưới quê vui cái vậy đó. Ở dưới quê vui cái là thí dụ như có mấy xe ba gác đúng không? Là tức là nó sống bằng cái nghề đó luôn. Nó sống bộ loa ha, âm ly, màn hình đầy đủ hết đó. Nó bỏ lên xe lôi nó kéo chạy vòng á. Rồi đi khắp nơi thí dụ là nhà nào mà có ăn nhậu vậy đó. Ui vô đây. Rồi bật lên cho nó hát. Tiếng 80.000 chạy đó. Cái đợt con về quê Đồng Tháp đó con nhớ không? Đó là cứ rồi có số điện thoại rồi gọi tới thích nào á, thằng nào bố cảm thấy là nó âm thanh nó hay. Alo tối thứ năm nha. Nhà tao có tiệc mày tới chở dàn máy tới đây. Rồi chơi đặt máy xuống hát đi. Giờ không cần biết hát nhiều. Cứ từ lúc đặt máy xuống hát tới lúc thu quay về tính tiền, cứ tiếng 80.000. Còn mà dưới bông ta tặng là mày ôm luôn là được luôn. Thưởng luôn. Ngon lắm á, cái nghề đó dưới quê cô dạy chứ ngon lắm á. Một đêm nó dạo dạo quá phải không? Ờ. Nó dạo bây giờ buồn nó bài bèo nó hát con là 4 tiếng đi. Đó là gần 300.000 rồi. Rồi tiền bông, tiền tiếp người ta cho nữa. Ồ, sống khỏe luôn. Đúng là có gì cái nghề buồn cười á. Không, mà việc làm mình đa dạng quá. Đúng rồi. Nói một cách khác thì nó là rất là dễ kiếm tiền. Nói chung người Việt công nhiều người Việt mình giờ đầu óc họ cũng nhanh nhạy lắm, họ nắm bắt được cái gì mà có mùi tiền là họ bung ra họ làm mà. Có thấy không? Tại vì sao? Tại vì bây giờ cái chính trị Việt Nam mình rất ổn định, quá ổn định đi, mọi người cái người là không phải tận dụng cái thời cơ này
tận dụng cái thời cơ này để mà kiếm tiền. Đúng rồi. Tại vì đất nước Việt Nam chỉ tạo điều kiện mọi cái hoàn cảnh để cho người dân tự do kiếm tiền. Mày chủ yếu là đó, chủ yếu là hợp pháp theo pháp luật. Ta đồng ý về đó thì đó, nhưng mà tao nói bạn nghe nó một cách khác nữa, cái người dân Việt Nam ở trong nước hiện giờ họ không quan tâm chính trị đó, không quan tâm đó. Người ta đi nhiều nơi, con xin lỗi các bạn, bố là tại sao họ không quan tâm, bởi vì nó ổn định, nó quá ổn định đi, nó đâu có gì đâu mà gì đâu. Ví dụ giờ người kia nó biểu tình hoặc kia nó đánh chỗ này đánh chỗ kia thì ta quan tâm. Còn cái này lũ từ bắt cái Việt Nam nó im re giống như vậy thì người dân mới bỏ tiền ra, người dân làm ăn. Rồi. Thì giống như câu chuyện không phải dân trong nước mà dân ngoài nước là tao bỏ tiền vô, giống như câu chuyện bố chia sẻ đó, bây giờ là ổn quá rồi, sướng quá rồi, rảnh quá rồi, quan tâm coi tổng thống Trump đắc cử hay tổng thống Trump đắc cử, bố thấy không, mà cái chuyện không liên quan đến mình đó, không liên quan đến mình, mình vui lắm vậy. Tại sao cái bọn kể nghe chuyện này cũng tại điểm này, quay điểm này cũng khu vực này thì có hai ông bà ba bốn tiền thường người ta bán hàng chiều chợ, xong rồi ta nhớ một cái bà tám mà cái bà ngồi vô rồi dũng bà tí sắt rồi nó dốc cũng vui, tự nhiên có ông chồng chạy lên trên lầu chạy vui, bà vui hỏi sao vậy, tổng thống cười ngày mai đu là tổng thống cười bắt đầu trở lại Nhà Trắng, u vui quá. Mà chị hỏi ở đâu đâu mấy bà kia nhau nhau, mấy bà kia thấy hồi chửi ha, vậy tôi cũng chửi, tôi khoái, tôi ghét con điện thoại họ cỡ nào cho nhỏ cái không có con gì đó, con gì đó rồi lại cái chuyện té rồi mình nói ủa mấy bà đâu vậy, ủa mấy bà cô tịch Mỹ háo đồ nhưng mà phải xem mà mò bài mấy bà ở Việt Nam nhiều chuyện cái nó cũng vui, có nghĩa là chẳng giấy cho mình cả, không dính dáng đất nước mình cả, mà mình cũng không dính dáng, mà họ cũng không, mình cũng không được quyền đi bầu nữa. Đúng rồi, mà vui lắm kìa, đồ quá là toàn cái chuyện tào lao quá, đồ quá rồi cười sặc máu luôn á. Ở đây tôi một người mà nhắc đi, tao còn nhớ cái điểm tiền của tao cái bữa đó, hằng nào có ra tao biết nữa, tự nhiên tao ngồi dùm dồn vô, tiền nó mời tôi nó hỏi tao, ủa anh, tụi dân anh đào bầu dân chủ ở Cộng Hòa, tao bầu dân chủ, rồi tao phát đi lên đồ nó đẹp, trời nó chửi, đồ nó mắt nó chửi quá trời, ủa sao mà chửi tao vậy? Giống mình là khoan hỏi mẹ đâu vậy? Ta nói tôi đang ở Việt Nam. Hỏi mày đang làm gì vậy? Đang lái xe luôn. À chứ lạnh. Lạnh không? Lạnh không? Lạnh với là Andy Trần với Tân Thái. Vui. Andy Trần thì vui thiệt là vui luôn. Nó rất bình chân. Tân Thái này bầu vô như cho Biden. Lần cái thằng lên live ngồi chửi nhau ưng sùng. Khổ, dạ. Mà nó không là con mẹ gì cả. Mà vô tình là tụi nó trong cái giai đoạn nó chửi nhau, nó lòi ra một đống chuyện, có nghĩa là nước Mỹ nó không đoàn kết nè. Đúng rồi. Rồi giá xăng thì mạnh đằng nào nấy lên, mạnh nào nấy xuống. Thằng Cali thì so với Texas, ví dụ như cao quá thì mình thấy sao mày không qua Texas mày đổ, mà từ Cali qua Texas đổ xăng.